bắt cựu chủ tịch pvn petro việt nam hé lộ lỗi hệ thống về vụ cựu chủ tịch tập đoàn pvn tức petro việt nam ông nguyễn xuân sơn, sơn bị khởi tố nguyên thứ trưởng bộ nội vụ thăng văn phúc cho rằng về nguyên tắc nếu như một người bị phát hiện có sai phạm mà được đề bạt là không nên nhưng vẫn theo bài báo trên trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thời điểm mà ông Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm làm chủ tịch PVN tháng 7 năm 2014, tình hình Ocean Bank, nơi ông Sơn từng làm tổng giám đốc chưa đến nỗi nào, thì người ta mới đề bạc. Trước đó, theo VOV, đã có trường hợp ông Dương Chí Dũng từ Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Vinalize đã được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải Bộ Giao thông Vận tải chưa đầy nửa năm sau thì đã bị khởi tố do hành vi phạm pháp liên quan tới thời gian còn làm chủ tịch của Vinalines. Còn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu thành viên ban tư vấn của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam thời gian trước, nói với BBC hôm 22 tháng 7 vừa qua rằng vụ ông Nguyễn Xuân Sơn cho thấy là vấn đề lớn về mặt bổ nhiệm nhân sự tại Việt Nam. Về mặt thủ tục bổ nhiệm, Thủ tướng bổ nhiệm theo đề nghị từ các bộ và có thủ tục về mặt xét duyệt về phía đảng và các hội đồng quản trị, ông nói vụ việc như thế này là câu hỏi lớn về thể chế và sự xét duyệt và cho thấy thiếu một cơ quan giám sát độc lập nên các thủ tục các việc xét duyệt làm không được chặt chẽ dẫn đến những bổ nhiệm như trong trường hợp của ông xuân sơn này việc có chân trong chân ngoài đặt ra câu hỏi về khả năng xung đột lợi ích khi vừa lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước lại vừa điều hành ngân hàng tư nhân và dùng tiền doanh nghiệp nhà nước để góp vốn và kinh doanh chứng khoán xây dựng bất động sản Báo VN Express đưa tin tháng 7 năm ngoái, ông Sơn là ứng viên duy nhất được Tập đoàn và Bộ Công Thương giới thiệu vào cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên sau khi người tiền nhiệm nghỉ hưu và ông được Thủ tướng Dũng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch PVN Petro Việt Nam vào 8 tháng 7 năm 2014.